Thôi, làm tầm khoảng 10 lần như vậy, thận khí rất là khỏe. Tập một lúc thôi, người tôi cảm thấy nó rất là sung mãn. Đấy, thể lực nó dồi dào, người khỏe mạnh vô cùng. Thiền chữa bệnh.com, Zalo thầy 090 336 2388. Omani, xin chào tất cả các bạn, tôi là Lương Y, khí công sư Phúc Thành, giám đốc của trung tâm thiền khí công Đại Bi Tâm, Giao Long Võ Đạo. Hôm nay thầy Phúc Thành sẽ hướng dẫn cho chúng ta chi tiết cách tập luyện về bài khí công dịch cân kinh. Một bài khí công nó rất là quan trọng và đã hỗ trợ chữa trị cho rất là nhiều người mang trong mình những căn bệnh mãn tính và hỗ trợ cho cả những người bệnh ung thư. Khi tập những bài khí công này, bệnh tật nó được thuyên giảm rất là nhiều, sức khỏe được tăng trưởng vô cùng. Thì nó gồm có 3 phần. Đầu tiên là phần khởi động, thông hoạt cơ xương khớp, chúng ta dùng bài khí công giao long. Đó, chúng ta sẽ thông hoạt toàn bộ cơ xương khớp. Tiếp theo là đến vẩy tay dịch cân kinh, bài vẩy tay 4 thức và bài vẩy tay giao long đạo. Những cái bài vẩy tay với cái công năng nó thủ thắng, nó mạnh mẽ nhất. Cuối cùng thì là đến dịch cân kinh, 12 thức trị bệnh, thông hoạt toàn bộ 12 đường kinh, đả thông kinh mạch, hỗ trợ chữa bệnh. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài khí công giao long võ đạo. Đầu tiên chúng ta chân trái bước sang, đứng trên đầu ngón chân, hạ xuống chào nhau. Chúng ta sẽ vận công, vận khí, hít vào mũi, thở miệng. 2. Hít mũi, bụng phình, thở miệng bụng hóp. 4. 5. Rồi, bắt đầu vào bài khí công giao long võ đạo. Tay hướng phía trước, xoay cổ, xoay tròn 5 lần trái sang phải. Xoay ngược lại, phải sang trái 5 lần. Rồi, bài vai gáy, tay từ phía sau ra phía trước, hít vào mũi, thở miệng. Hít. Thở. Hít mũi, thở miệng. Rồi, 10 lần như vậy. Sau lấy lại tay từ trước ra sau. Hít. Thở. Hít mũi, thở miệng. Rồi, hít mũi, khai thông cuộc sống, tay trái ngửa, xoay bên trái, 1, 2, 3, về trước, tay thả lỏng này, thở, hít, tay phải ngửa, 1, 2, 3, về trước, tay lên, thả lỏng, hít, trái, thở, hít, phải, thở. Đây, thầy Phúc Thành làm cùng chiều với chúng ta, hít mũi. Tay trái ngửa, xoay bên trái, 1, 2, 3, ra trước thở miệng, hít, phải ngửa, thở, hít, trái, thở, hít, phải, thở. Đến phần ép lườn, hít vào, nó ngót, đứng trên cái đầu ngón chân của chân trái, ép sang bên trái, 1, 2, 3, thở miệng. Hít. Bên phải. Thở. Hít. Trái. Thở. Phải. Thở. Trái. Thở. Phải. Rồi, chúng ta đứng chuồn gối một chút, thiền đứng, chạm trang trường sinh công. Phật tử bái Quan Âm. Chúng ta đang đứng ở nơi cảnh thiền, cảnh chùa thanh tịnh. Thiền, 5 hơi thở. Tiếp theo, khai mở cuộc sống, hít mũi. Thở miệng, tay chạm vào cái đầu ngón chân nhá. Đầu ngón chân vảnh lên, tay chạm vào đầu ngón chân cái. Hít. Thở miệng, 2 lần chạm đầu ngón chân. 2 lần thở miệng.
hai lần chạm đầu ngón chân, bắt đầu thở, hít, thở, hít, 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 rồi chúng ta đứng thiền, thở một vài hơi thở, thân tâm bình hòa giữa đất trời mênh mông, hòa nhập vào trong hư không, tâm bình khí hòa. Rồi tiếp theo, tay chúng ta sẽ để này hướng vào hai quả thận đây, ngay trên thắt lưng của chúng ta nhá. Thận ở trên cao một chút, đây là vùng đáy thận dẫn khí vào thận. Hít vào bằng mũi, ngửa ra phía sau. 1, 2, 3, thở. Hít. 1, 2, thở. Hít mũi. Lên thở miệng. Hít. Thở. Thở. Rồi, làm trong khoảng 10 lần như vậy, thận khí rất là khỏe. Tập một lúc thôi, người tôi cảm thấy nó rất là sung mãn. Đấy, thể lực nó dồi dào, người khỏe mạnh vô cùng. Nhờ những kiến thức khí công, giao long võ đạo này. Rồi tiếp theo, ta tập phần khí, thông khí cho tay này, các đầu ngón tay này. Dùng đôi bàn tay tiên ra, áp út và út hướng ra phía trước này. Đó, hai tay đều thế. Xoay vòng tròn từ trong ra ngoài. Đó, tay như thái cực quyền nhưng mà lại áp dụng tay của tiên gia. Đấy, tiên gia thái cực quyền. Áp út và út nó hướng vào bên trong này. Khi nào qua mặt rồi lật tay. Đấy, khi nào qua lật tay. Trong ra ngoài nhá, cứ từ trong ra ngoài. Làm 5 lần thôi, tầm 5 lần thôi là chúng ta thấy người nó hồng hào, ấm áp lên. Đây là những bài dẫn khí rất là mạnh. Rồi chân cũng thế. Chân này sẽ xoay từ trong ra ngoài. Đó, chân xoay từ trong ra ngoài. Chân trái này, nó liệng sang bên phải một chút. Đó, rồi nó lại về. Đây là bài thông khí cho tay chân. Tay cũng được xoay, mà chân xoay khớp háng. Không bao giờ lo thoái hóa khớp háng. Tập từ trẻ không bao giờ lo bị đau chân, đau đầu gối nữa. Nếu đã bị đau thì phải tập khí công tiên gia Phật gia của thầy để chữa. Rồi, tương tự, chân phải trong ra ngoài nhá, tay cũng như thế, từ trong ra ngoài, đôi bàn tay tiên ra, đôi chân của Phật ra, xoay khớp háng trong ra ngoài. Rồi. Ra thiền ạ, thả lỏng cơ thể. Thiền đứng giữa mênh mang của đất trời. Thả lỏng người vào trong hư không pháp giới. Thân tâm hoàn toàn thanh tịnh. Tiếp theo, tay lúc nãy từ trong ra ngoài. Giờ từ ngoài vào trong. Để tay này, đó, để tay này. Áp út út hướng phía trước này, các ngón tay trỏ giữa thẳng. Xoắn từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới. Nó xuống dưới rồi, nó lượn đi lên này. Đó, xuống dưới này. Lượn đi lên, như con rồng nó uốn lượn vậy. Rồi, tay như sau. Ngoài vào trong. Chân cũng thế, từ ngoài vào trong. Bài này thông khí cho chân và cho tay. Người nó rất là khỏe mạnh các bạn nhé. Ngoài vào trong. Rồi tương tự chân phải cũng thế, ngoài vào trong. Thông khí khớp háng, tay từ bên ngoài vào bên trong.
Rồi, chúng ta sẽ thiền đứng một lúc. Người nó nóng ra vô cùng. Rồi, tiếp theo, bài ký công giao long xoay khớp đầu gối trong ra ngoài. Ngoài vào trong. Rồi. Bây giờ đến bài vẩy tay. Này, chúng ta sẽ tập bài vẩy tay 3 thức trước nha. Vỗ vào ngực này. Xoay trái, xoay phải, tay vỗ vào ngực, tay vỗ vào thận đây. Bài vẩy tay này thông khí cho cuộc sống, thông khí cho lưng, thông khí cho thận các bạn nha. Công năng vô cùng là thù thắng. Trái, phải, bắt đầu. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên, người thả lỏng buông thư với những cảnh chùa thanh tịnh, thiên nhiên tươi đẹp nơi đây. Tay vỗ vào ngực, một tay vỗ vào thận. Một tay vỗ ngực, tay vỗ thận. Làm 30 lần như vậy, tất cả các đốt sống cổ mở, cuộc sống được xoay. Khi nào chóng mặt thì không xoay ra phía sau 45 độ, chúng ta xoay ngang, nhìn ngang thôi, như thế này đây. Chóng mặt thì nhìn ngang thôi, tác dụng công năng vẫn vô cùng thù thắng. Rồi, thiền. Chun gối xuống, chúng ta thiền đứng trường sinh công. Thức thứ hai, trước thì chùn gối này. Khi nằm vỗ là nổi chân lên, tay vỗ vai gáy, tay vỗ thận như thế này đây. Chùn gối đây, ra phía sau, nổi chân, vai gáy và thận. Tay vỗ vai gáy, vỗ thận, thông hoạt vai gáy và chữa các bệnh thận yếu tiểu đêm, đau lưng, ngoài gối các bạn nha. Ai bị thận yếu đau lưng tập bài này ngay lập tức. Xoay phía sau 45 độ, khi nào chóng mặt thì chỉ cần nhìn ngang thôi. Nơi cảnh chùa thanh tịnh này năng lượng rất là cao, ra tập lấy được linh khí của đất trời. Rồi, thiền, thả lỏng cơ thể. Chiêu số 3, ngón tay cái chạm ngón áp út, đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người ra phía trước, tay vuông góc ra phía sau, bật cái đầu ngón chân lên, vẩy tay ra phía sau. Động tác nhìn thì tưởng chừng rất là đơn giản, nhưng công năng bên trong thủ thắng vô cùng. Tập 30 lần thôi. Ta nhìn này, 30 lần. Cái lưng của chúng ta nó được đẩy về trước rồi lại đẩy về sau. Đó, thì chữa tất cả bệnh thận yếu đau lưng, mỏi gối. Thông cho kinh mạch nhâm và đốc. Nhâm đằng trước cơ thể, đốc đằng sau cơ thể. Công năng rất là vi diệu, những bài vẩy tay này đã giúp cho hơn 5 triệu người có được một sức khỏe tốt, hỗ trợ chữa trị các bệnh mãn tính, hỗ trợ tăng cường miễn dịch cho bệnh lý ung thư. Rồi, chúng ta thiền đứng một lúc. Bài tiếp theo mà thầy Phúc Thành hướng dẫn là bài vẩy tay dịch cân kinh giao long võ đạo. Một bài mà thầy mới phát triển trong giai đoạn gần đây. Lâu nay thì chỉ bí truyền mật truyền, truyền nội bộ trong môn phái thôi. Nhưng nay bởi vì sức khỏe cộng đồng nên bắt đầu truyền ra bài vẩy tay đặc biệt giao long võ đạo này.
công năng chữa bệnh nó rất là cao các bạn nha. Tay lên này, xuống này, lên xuống. Ông vẩy như thế. Mục đích thông khí huyết cho toàn bộ vùng tay này. Rồi, cấp 2. Chùn gối. Ai đau đầu gối thì chúng ta chỉ làm 10 lần thôi, không đau đầu gối chúng ta có thể làm liên tục. Chùn gối này thông khí huyết rất là tốt các bạn nhé. Vẩy tay, dịch cân kinh, giao long võ đạo, thức thứ nhất. Bài vẩy tay bí truyền, mật truyền. Nó vẩy một cái là thấy người nó. Bây giờ chúng ta sẽ tự cảm nhận này, tay chân nó nóng bừng lên. Kinh mạch ở chân, ở tay nó thông hoàn toàn. Đã chùn gối, chúng ta đứng thiền nha, thở tự nhiên. 10 hơi thở, cảm nhận những hơi ấm từ cánh tay, cảm nhận những hơi ấm lan tỏa xuống đôi chân của chúng ta. Thức thứ hai nha. Thức thứ hai của vẩy tay này, tay vào, tay ra, vuông góc như thế này đây. Vào ra liên tục. Cấp 2 cũng chùn gối. Chùn gối. Chùn gối liên tục 30 lần như vậy. Rồi, thả lỏng người, thấy tay nó lại thông khí huyết khắp toàn châu thân. Người khỏe mạnh vô cùng. Rồi, chiêu số 3 này. Vào bên trong này, các ngón tay này chụm vào nhau, hơi co người, đẩy mông ra phía sau. Ra trước, đứng trên đầu ngón chân. Nghiêng người ra. Tập bài này công năng sức khỏe là vô cùng thủ thắng các bạn nha. Khi co về đẩy mông phía sau, ra phía trước, đứng trên đầu ngón chân. Đẩy người ra. Rồi, thức vẩy tay tiếp theo. Chiêu số 4. Đấy, hơi thở hoàn toàn tự nhiên, lên này, tay đưa lên, tay buông góc lên, xuống, vẩy xuống, bật các đầu ngón chân lên, vẩy xuống, bật các đầu ngón chân lên nhá. Này, đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người ra phía trước, ra phía sau, đẩy mông ra phía sau một chút, bật đầu ngón chân. Đấy, 30 lần thôi là người nó khỏe vô cùng các bạn nhá. Rồi, đến bước 2 là chúng ta vẩy xuống, chúng ta không bật các đầu ngón chân nữa nha, xuống dậm chân. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên. Rồi, ta thiền ạ. Thiền giữa một không gian hoàn toàn thanh tịnh. Nghe những tiếng chuông chùa, tiếng quét sân. Thả lỏng, hơi thở, thân tâm thanh tịnh. Thức tiếp theo, lên này. Mặt ngửa hướng vào bên trong. Xuống vẩy tay. Lên này, áp bút vào này, nó hướng vào mặt mình. Đó. Xuống, vẩy xuống. Đó, đứng trên đầu ngón chân này, nghiêng xuống, dậm chân. Làm này, người nó thông khí huyết, khỏe vô cùng. Nhớ phải đẩy bụng ra phía trước, xuống, vẩy mạnh xuống.
lên, lên phải xuống. Rồi 30 lần như vậy rồi chúng ta chùn gối, thiền đứng. Bây giờ toàn bộ lòng bàn tay này ửng hồng lên, khuôn mặt này ấm áp này, sảng khoái vô cùng nhờ những thức vẩy tay dịch cân kinh do lòng võ đạo này. Thức tiếp theo, lên, lên, đứng trên đầu ngón chân nhé, hít vào mũi này, xuống thở miệng, vẩy ra tay ra phía sau 5 lần, 1, 2, 3, 4, 5, hít, vẩy phía sau 5 lần, hít, vẩy sau 5 lần, lên hít mũi, xuống thở miệng bằng một tiếng xịch, vẩy sau 5 lần, hít, hít. Rồi, chúng ta đã vừa được thầy Phúc Thành hướng dẫn cụ thể chi tiết về bài vẩy tay dịch cân kinh giao long võ đạo. Giờ chúng ta sẽ xả khí để sang bài 12 thức dịch cân kinh trị bệnh. Hít, thở miệng, 2, 3, 4, 5. Thức đầu tiên, hít mũi thở miệng, ép tay vào, thông kinh phế, rất là tốt cho phổi, tốt cho vùng ngực chúng ta. Hít mũi lên, tay thả lỏng như thế này, thở miệng, ép cầm tay này vào các bạn nha, ép phần cầm tay này vào. Hít mũi, thở, chúng ta tập 10 lần như vậy, thấy vùng ngực này nó cứng lên, vùng bụng nó cứng lên. Đó. Người khỏe mạnh vô cùng. Thiền đứng. Chiêu 2, hít vào mũi, thở ra miệng, đẩy tay sang hai bên. Thông khí cho vùng đại tràng, thông khí cho toàn bộ vùng vai gáy, vùng phổi, hít mũi, thở miệng. 1 2 3 4 5 về, hít. Thở. Cứ vào thì hít, ra thở. Rồi, cũng tầm 10 lần hoặc 15 lần. Khi tập những bài dịch cân kinh này, chúng ta sẽ thấy bụng nó căng lên này. Đấy, bởi vì khí nó tụ vào đan điền, rất là tốt. Bụng căng nó khác bụng bự nha. Bụng mỡ thì nó rất là mềm. Còn đây, bụng tụ khí đây, chúng ta xem. Như thiết bố sam, người rắn chắc vô cùng. Đấy. Rồi, chúng ta thiền đứng. Và chúng ta đừng lo lắng, tức là nó chỉ căng lúc này thôi. Tập xong thì nó sẽ xẹp xuống. Bụng lại trở về trạng thái bình thường. Đấy chính là bụng nội công, bụng đan điền khí các bạn nha. Chiêu 3, hít mũi như mặt sàn, thở miệng đẩy lên trời. Thông khí dạ dày. Hít. Đứng trên đầu ngón chân, 1, 2, 3, 4, 5 xuống.
Rồi. Bài này vừa chữa đau mỏi vai gáy này, vừa chữa dạ dày. Khi chúng ta đưa tay lên này, đường kinh dạ dày hoạt động rất là mạnh các bạn nhá. Ai bệnh dạ dày tập này 30 lần. Ra thiền đứng ạ. Chiêu thứ tư này, thông cho phần tuyến tụy. Khi chúng ta đưa tay này thông tuyến tụy này và thông cho cả bể thận của chúng ta, mạnh thận khí. Tay trái này, khi thở miệng tay trái ép vào, tay phải đẩy lên, ta xem và làm theo. Hít mũi này, thở miệng, đứng trên đầu ngón chân. Hít mũi, thở miệng. Rồi. Hít mũi, thở miệng. Tay trái ép vào, tay phải đẩy lên. Rồi. Giờ đến ra thiền đứng một chút trước khi chuyển sang bên phải ạ. Ta đứng lâu mỏi chân thì chúng ta tập bài duỗi chân này. Duỗi chân nó sẽ hết mỏi chân các bạn nhé. Rồi. Giờ tay phải phía sau tay trái trên. Hít mũi như mặt sàn, thở miệng đẩy lên rồi. Cứ xuống là hít, lên thở miệng. Rồi, 10 lần như vậy. Thiền đứng trường sinh công. Phật tử bái Quan Âm. Chiêu số 5. Chân trước chân sau, đứng đinh tấn. Xuống tấn là chân trái sẽ vuông áp xuống, chân phải thẳng nha. Các đầu ngón tay chụm vào nhau đây, hít mũi, thả lỏng thở miệng. Thả lỏng xuống thở miệng. Hít mũi thở miệng. Rồi đổi chân, chân phải trước, chân trái sau. Hít mũi thở miệng. Chiêu số 6 của dịch cân kinh, thải độc cơ thể và thông khí cho phần ruột non. Hít mũi, tay đưa về như thế này. Thở miệng, tay đẩy ra. Hít mũi. Thở miệng, tay đẩy ra. Nhớ tay đẩy ra nhưng bàn tay lại ép ngược lại về phía người của mình. Đó. Tay nó sẽ rung rung như thế này. Hít. Thở. Hít mũi, thở miệng. Rồi, thông khoảng 10 lần, 15 lần như vậy. Chúng ta thiền đứng, thở tự nhiên. Chiêu số 7. Chúng ta sẽ tay trên, tay dưới, tay trái trên, tay phải dưới các bạn nhá. Tay để áp út này nó hướng xuống dưới, kích vào nhau này. Hít mũi, thở miệng, nhìn sang bên phải. Hít mũi, thở miệng. Khi thở miệng hai tay kích vào nhau. Rồi. Ta xem ở mặt trước cơ thể. Hít mũi này. Miệng nhìn sang bên phải.
Rồi. Tiếp theo tay phải trên, tay trái dưới, hít mũi thở miệng nhìn sang bên trái nhá các bạn nhá. Kích tay và xoay. Tầm 10 lần như vậy mỗi bên. Ta thiền đứng thở tự nhiên, an nhiên giữa đất trời, tự tại giữa khung cảnh thiên nhiên thanh tịnh, nơi ngôi cổ tự. Tiếp theo, tay trái trên tay phải dưới, đứng nhón trên đầu ngón chân. Chân phải chúng ta luyện sang cấp 2. Hít mũi thở miệng nhìn ra đằng sau. Giữ 1, 2, 3 về, hít mũi này, thở miệng. Hít. Đây cấp 2, chữa bệnh tiểu đêm, thận yếu. Rồi, khi chúng ta xoay như này là phần bàng quang được xoắn này, phần thận này, cuộc sống nó được xoắn về phía sau. Rất là tốt cho những người tiểu đêm này, thận yếu. Tương tự tay phải trên, tay trái dưới, nhón gót chân trái lên, hít mũi thả lỏng, thở miệng, xoay bên trái. Nhớ nhón gót chân của chân trái. Rồi chúng ta thiền đứng, thở tự nhiên. Chiêu số 8, chân rộng hai bên. Chúng ta chuẩn bị hạ tấn này. Lên hít mũi, xuống thở miệng. Hạ xuống, tay ở trên phần xương bánh chè. Hít. Tay trên đầu gối. Hít mũi, thở miệng. Rồi, chúng ta làm 20 lần như vậy. Thiền đứng thả lỏng cơ thể. Thầy Phúc Thành đã hướng dẫn cho chúng ta rất là cụ thể chi tiết này. Bài khởi động bằng bài khí công giao long võ đạo này. Vẩy tay dịch cân kinh, 4 thức trị bệnh. Tay dịch cân kinh giao long võ đạo, rồi đến 12 thức dịch cân kinh. Ta đã đi được đến chiêu số 8, 4 chiêu cuối và những phần bí mật khác của khí công. Chúng ta học cụ thể ở thiền chữa bệnh.com, các khóa học online, hoặc nhắn qua Zalo của thầy 090 336 2388 thì sẽ có thầy và các bạn trợ lý cùng trả lời, tư vấn cho chúng ta cách học khí công hiệu quả này, học khí công này, các khóa online này, và quan trọng là phần thuốc chữa bệnh đấy, phần đông y, bởi vì thầy vừa là lương y khí công sư đấy, trực thuộc của Hội Nam Y Việt Nam, vừa là khí công sư trực thuộc của Tổng hội Võ thuật Quốc tế Giao Long Võ Đạo. Nên chúng ta phải tập khí công kết hợp với thuốc để đạt được những hiệu quả công năng nó được cao nhất, chữa bệnh một cách hiệu quả cao. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở thiền chữa bệnh.com và Zalo thầy 090 336 2388. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video hướng dẫn tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ xả khí nhá, rồi sẽ kết thúc. Hít, thở miệng, hít mũi này. Thở miệng. 3. 4. 5. Rồi, tập khí công bao giờ? Trước khi tập là thông khí, sau khi tập là xả khí. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Om Mani Padme Hum Namatara Hoji. Nếu bạn đang mong muốn học trọn bộ về khí công, dịch cân kinh, bát đoạn cầm, thiền kim cương khí trị liệu, hãy liên hệ với thầy Phúc Thành qua số hotline Zalo 090 336 2388 để được thầy trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ, vừa có những bài khí công đặc biệt chữa bệnh
lại có thêm những phương thuốc thảo dược đại bi tâm do thầy và các lương y trong Hội Nam Y Việt Nam cùng làm. Hãy liên hệ với thầy ngay để được trực tiếp thầy hướng dẫn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong khóa học này. Om Mani Padme Hum Namatara Hari.